Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món đậu cô ve xào tỏi nhé. Để làm món đậu cô ve xào tỏi thì các bạn chuẩn bị cho mình đậu này. Đây là đậu mình vừa ngắt ở vườn xong, nó vẫn sâu xiết, nhà mình không bơm được thuốc các bạn ạ. Rất tươi và ngon nhé. Và tỏi này, một củ, cà chua các bạn cho mình 1-2 quả nhé. Cà chua thì xào, bạn nào không thích xào với cà chua thì thôi cũng được nhé, nhưng mình muốn xào với cà chua vì cả chua ăn thì nó rất đẹp da ấy. Nên là mình cho vào thức ăn như thế này, và một ít hành lá nữa nhé. Trước tiên thì mình sẽ hấp đậu, và các bạn chuẩn bị một chậu thau nước, mình cho một chút muối loãng. Kể cả đậu nhà mình không phun thuốc gì cả, nhưng mà mình cũng cho vào để mình những con sâu ấy, mình sát khuẩn ấy các bạn nhé. Bạn hòa tan cái hỗn hợp muối loãng này cho mình. Đây, khi đậu như thế này thì các bạn bẻ ra cho mình, nó có phần xơ nào thì nó sẽ đi hết nhé. Chỗ này là sâu các bạn bỏ lại cho mình. Sau khi là xong thì các bạn ngâm cho mình khoảng 10 phút nhé, trong chậu nước muối loãng này, để khi nếu mà còn sót sâu chỗ nào ấy thì nó sẽ không chịu được và nó sẽ phải chui ra khỏi nước nhé. Tỏi băm này, các bạn thái cà chua ra. Mình rửa sạch nhé, rồi bây giờ mình sẽ đuôi ra để mình xào ấy, thì nó sẽ sấm mắm muối. Các bạn đuôi vát ra cho mình như thế này thì nó sẽ sấm gia vị vào, đậu sẽ ngon nhé, và vừa ngọt vừa đậm đà. Thì các bạn, sau khi mình rui xong hết rồi nhé, bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình nấu.
lại lên xem còn cái quả nào nữa không. Mình làm nốt. Các bạn cho mình đi chảo và dầu lên bếp nhé. Và bây giờ mình sẽ cho phần tỏi. Các bạn cho mình bột canh hay gọi là muối nhé, một thìa cà phê. Hạt lêm, các bạn cho mình một thìa hạt lêm. Dầu hào các bạn cho mình khoảng một thìa canh nhé. Các bạn cho mình khoảng một thìa nước tương nhé, tỏi ớt các bạn ạ. Các bạn nêm nếm xem vừa với khẩu vị gia đình nhà mình chưa nhé. Và mình sẽ cho một chút mắm nữa cho nó thơm của mùi mắm nữa. Một ít thôi. Rồi. Và mình đã xong món đậu cô ve xào tỏi rồi. Thơm ngon, dễ ăn các bạn ạ. Thì món này thì ai cũng thích ăn rồi. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần hành lá vào lốt nhé. Bạn nào ăn được cay thì có thể cho ớt, cho tiêu tùy theo. Và tắt bếp, các bạn cho một thìa bột ngọt vào. Các bạn cho mình một thìa bột ngọt nhé. Các bạn đảo đều lên cho bột ngọt nó tan nhé. Đây các bạn, như vậy là mình xong được món đậu cô ve xào với tỏi nhé. Rất thơm và ngon. À, với bí quyết xào như thế này thì đậu của mình vẫn giữ được độ xanh đấy các bạn ạ, và vẫn ngọt, giòn. Các bạn thấy mình nhai nhé, rất giòn và ngon mà lại không bị hắc của đậu nữa. Với một chút cà chua như vậy làm cho màu đỗ nó không bị trắng nhé. Các bạn hãy làm món này cho gia đình nhà mình thưởng thức, vừa ngon mà vừa rẻ, bổ, dễ làm. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn hãy thích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.